Nay mình đang ở quận 6 lắp hai con bơm tăng áp cho gia đình. Hiện tại thì đang đứng ở trên lầu 5 ấy. Lắp ở đây thì một con sẽ cho nước nóng và một con này cho nước lạnh. Đây là bình năng lượng mặt trời. Đây là bình năng lượng mặt trời ha. Ở đây là 5 lầu cho nên cho thuê để cho nên xài máy nóng là cái lưu lượng lớn. Thì bên đây là bồn bồn nước lạnh này. Một lần này thì 2.000 lít. 2.000 lít nhá. Tôi nói là thành này. Cái đường xuống của người ta là đi ống 42. Ống 42 ha. Rồi xuống đây giảm ra. Giảm ra thì về đây nó giảm 34 này, giảm thêm 34 này, 34 nó lại qua cái này không biết làm gì đây. Cho nó yếu nước đi không biết nữa. Chắc ngày xưa là lắp một con bơm tăng áp mini ở đây mà nó vẫn không có mạnh được mà. Chắc đoán vậy thôi. Mà từ 42 đi vô trong nhà mà đi có ống 27 thôi, ống 27 là ống cấp xuống nhà nha. Đây. Khổ nội vậy chứ. Đó, đường cấp tổng xuống nhà thì là đi đường 27, còn đường thông hơi thì là mình không tính, mấy đường đó là đường thông hơi nha, không có tính được. Bây giờ mình sẽ gắn hai con bơm tăng áp đây. Awashi AS 500W này. 500W nha. Hút sâu thì được 9m và đẩy cao 36m. Đó là nói về đẩy dưới đẩy lên thôi. Còn mình ở đẩy ở trên đẩy xuống thì thoải mái. 500W này xài cho nhà hai nhà 5 lầu này thì thoải mái rồi. Vô tư xài. Nói chung là không có ảnh hưởng gì cả. Thế bây giờ mình sẽ, đây là cái đường nó cấp của nước nóng, mình sẽ gắn cái đầu ra rồi vừa làm vừa quay từ từ nói chuyện cho vui thôi, vì lắp nhiều quá rồi. Mình sẽ sử dụng là nước nóng, nó sẽ là hai cái đầu răng này, máy nước nóng nha, sẽ là hai cái đầu răng này. Răng này thì có rất co rồi, rất co mở đó, chuyên sẽ xài cho nước nóng ha. Ống ra của nó là 25. Đầu này 34, răng 34 và đầu này 25. Bên mình thì lắp đặt khu vực nào cũng lắp đặt hết ra. Chỉ còn Bình Dương, Đồng Nai, Long An, miền Tây rồi lắp hết ra. Nếu mà mọi người có nhu cầu thì mình sẽ làm thôi. Đây là những lúc hết keo thì chỉ có thể là cài nắp và chơi như vậy thôi ha. Đầu này là đầu vào nhé, đầu vào nó là đầu inox 304 này, đầu ra thì bên này, hai bên hướng thuận hướng nào thì ra hướng đó. Nhưng mà chỉ được ra một hướng thôi nha. Còn nếu mà muốn xài hai hướng thì bắt buộc phải khóa một bên lại, một bên mở thôi. Tại vì mở hai bên cùng một lúc là áp nó sẽ yếu đi. Bây giờ sẽ câu điện để mà hàn nhiệt ha. Cái này thì bên mình bảo hành tới 2 năm nha. Bảo hành 3 năm thì cái gói nó tiền nó cao hơn xíu. Đường ở đây thì là đường này từ bên năng lượng mặt trời đi qua này. Đi qua được chia hai nhánh rồi đi xuống nhà, một nhánh vòng, một nhánh này đi vòng qua bên này xuống bên kia.
Một nhánh nó đi vòng vòng co qua kia, được qua kia, được qua kia. Nó yếu, yếu là cái chắc. Yếu 100% luôn. Để mình qua mình khóa cái van này lại. Đấy không, cái đường đi xuống nó đi tới đây này, đi qua đây này, đi co này, đi qua đây này, co xuống này, co tới đây này, còn gốc này, đó, co ra kia. Xin hẹn nhau một tiếng sóng khác sống. Ở nơi đó không có lựa chọn tìm hay lựa chia. Chắc là không được rồi, mình phải đổi cái đầu này qua cho nó thuần bên này quá. Nãy không có để ý cái này. Bây giờ mình sẽ chuyển cái đầu răng thôi. Đây cũng là một cách chuyển đầu răng cho mọi người nè. Thì muốn cho ra bên này đúng không? Mở bên này ra. Đây, thì mình mở ra, mình sẽ lấy cái nắp màu đen này, thôi mình vặn vào đây thôi là được ha. Vặn vào đây là ok. Mình đứng ra nó sẽ nằm bên kia. Áp lực thì nó sẽ không thay đổi đâu ha. Nó vẫn như nhau thôi, nó không có thay đổi gì cả. Đường này sẽ là đường vào nhé. Đường vào là 34 nhưng ra 27, ra là đấu chỗ này. Tại vì của người ta là vậy. Cái sao bên? Ok, cái con nước lần thì mình lắp xong rồi ha. Mặc định nó đi vào là 34 thì mình sẽ để cho nó là 34, ra là 27 thì mình sẽ cho ra này một T27 này. Ở đây xài cái con máy công suất lớn cho nên bên mình không có xài rắc co, tại vì nó hay bị rỉ nước, một thời gian nó sẽ bị rỉ nước. Vì mình đi lắp nhiều mình sẽ biết rồi, cho nên mình sẽ không có xài rắc co như mọi người hay nghĩ ha. Nhưng riêng về bên nước nóng thì mình sẽ xài nha, vì nước nóng sửa chữa nó sẽ dễ hơn nếu có sửa chữa. Còn nước lần thì mình thể cắt nối hoặc là bóc ra nó dễ ha. Ở đây mình dùng tạm cái tấm xốp này để mình che lại thôi, còn sau này khất nó sẽ từ cắm máy ăn chứ. Sau này khách sẽ tự làm cái che riêng nha, tại vì nhà này đang trong thời gian hoàn thiện chứ chưa có ở. Đây hai cái T này thì cái đường này sẽ là đường qua máy năng lượng mặt trời, mình sẽ khóa lại đi, mình sẽ không xài nữa, mình cắt ở đây đi ha. Mình để sơ cua cho người ta sau này muốn xài gì thì mở trực tiếp từ cái máy cho nó mạnh, thay vì người ta sẽ để chứa như vậy á, đúng không? Thì mình sẽ đấu cái này vô cho nó qua cái máy năng lượng mặt trời với nó cho nó tự nhiên, chứ không có được qua áp. Qua áp nó sẽ đẩy bung đường ống với nó hết, đẩy tràn ra ống hơi. Ống hơi thì để cao quá, một thời gian nó sẽ cong, bây giờ nắng quá nha, nó sẽ nóng, cái ống nó sẽ bị uốn cong chắc luôn á. Gia cố như vậy là không có được. Giờ nước lạnh thì xong rồi đó.
em bước đi thật vội vàng, em quên mất câu hát sao, em quên mất câu hát sao. Cái gì? Ừ. Chụp rồi thì để gửi qua cho. Cũng khoai lắm ngon ngắn không? Đây, đây, đây. Là ông nó còn cái đéo bên lề đi chơi vậy nè, không ai muốn. Mình ăn mà cái sợ không ai mua. À, trực lắp bên Phú Nhuận. Xì ngay cái đầu của cái đồng hồ của nhà. À, tạo ra làm lại, chạy mua cái đó ướt hết nhà người ta. Ok, gật lên nào. Kế không? Kế chứ. Kế thì đập đập hai lỗ được cái. Đập hai lỗ mong nói làm giật hai lỗ ở trên. Ừ, đúng này nói kế hai lỗ thôi mà. Cứ nói đang lấy đang bây. Ai nói nào? Anh kêu kê cái hai lỗ là được rồi. Cái này để tạm thôi, sau này phải làm cái khung tre chứ. Cái này chống nước đấy này. Không, nó chỉ cháy thôi. Nói chung mưa mà mưa nhỏ thì được, mưa tiếng 2 tiếng đồng hồ thì được. Còn mưa nguyên ngày thì nó ảnh hưởng. Dạ, 3 năm. Giờ này ai chơi tháng nữa. 6 tháng là sáng tháo. Hết chơi kiểu đó rồi. Ưng ưng nói đâu. Đây nói. Nè, nâng lên chung cả. Sụp ra đi. Trời ơi, mà nặng vậy. Mà cho hình như cái mặt mà cái gái này lên trên. Sụp mặt này lên lên. Thì nó mới vô được. Cái mới đập gần được á. Thôi đi. Để hai ông bắt mở xe hỏi. Chưa. Để cái kia xíu. Mắc cái ổng này rồi. Được rồi, cái dây dài. Chắc định chắc cái này được cái này. Đội hay là không có. Có. Cầm. Đúng thế. Nhỏ. Xét. Cầm mày là biết được một cái gì rồi. Sao mạng sợ nó xuống dưới lắm. Thì lần nữa không chạy á. Đợi xỉu đi, không khố rồi luôn qua được mà. Thank you.
Em mặc áo mới chắc giờ này rất vui. Ok nha anh em, lắp xong rồi ha. Còn nước nóng này, còn bên này là con nước lần này. Cái này thì mình chỉ xốp là chỉ che tạm thôi nha, chứ không thể nào mà xài được. Muốn xài được thì để vậy thôi, chứ thực ra muốn ok hơn thì mình phải làm một cái thùng tre. Một cục gạch bỏ luôn đi, chứ cắt cái miệng dọn. Ok, bây giờ mình xuống để mà mở điện mà thử nước nhá. Nước ở nhà thì mở hết rồi, trên điện ngồi rồi. Rồi để chuyên cái bao lố xuống này. Ok, bây giờ thì bật 2 cm. Cái nào? Gần cũng. À ha. Không. Này tổng. Ê, ê, ông nghe cái cửa là dùng đấy. Mưa nước, ông nghe nó. Rồi. Cái gì? Ông cửa này hả? Từ từ. Có lâu đâu, lâu dưới này lắm. Chứ là vào lại đâu. Mình đi xuống cái lầu ở dưới một xíu nha. Nhà trên nhìn xuống à. Có một phòng gọi cho thuê cái. Wow, mạnh quá. Quá đà. Mở giữa là 2 máy này. Nước ấm xuống nha. Bên này là nước nóng. Ok. Chú đưa con thử con nào. Ngay đây con thử cho nào. Con thử xem. Ở sen thì nó sẽ bắn được như vậy nha. Tại vì cái áp lực của cái này á, nó sẽ mạnh ra. Còn cái tay cầm này nè, mọi người hiểu không? Cái tay cầm này, cái lỗ này nó rất là to luôn. Nó rất là to cho nên nó bắn ra áp, nó sẽ bị như kiểu là bắn. Mình nhìn như kiểu là nó không có ra mình được đó. Còn những cái vỏ sen, vỏ nhỏ, vỏ áp á, thì nó ra rất là ok. Như vậy thì cái này thì khó lo này. Đây là mình đang mở dừa này, là nó ra nước ấm này. Không? Là quá tuyệt vời rồi. Wow, nước nóng. Ở đây cái
cái vòi này mà muốn yếu đi á thì sẽ gắn ở đây có cái khóa này không, mình sẽ khóa lại mở ra này, mở ra từ từ thôi, nó đủ xài thôi, như vậy đó nó sẽ rất là tiện. Okay. Tại vì mình đang thử bên bên này nữa, hai bên thử chứ không phải là một bên ha. Sao chú được không? Được không chú? Được không chú? Vậy là ok rồi. Chủ yếu là lầu này thôi, còn mấy lầu dưới chắc chắn nó sẽ mình thôi. Bình ơi, Bình ơi, ở dưới ở trên này. Thử lần 3 phòng luôn. Trời đang nóng gặp cái này sữa. Ôi, mộng vào xe này, mệt quá. Xong rồi, vậy là xong rồi nha. Đây là tầng dưới nha. Tầng dưới thì nó có một cái máy bơm hút từ cái bồn nước sạch này để lên cao. Bồn này thì nước ngoài đồng hồ nó chảy vô. Đó vậy thôi. Đây là nhà dưới này cũng không có nhà vệ sinh, chỉ có phòng bếp thôi, sao cho thuê thôi. Ok, mình xong rồi ha, về thôi.